Lâm Quỳnh xin được gửi lời chào thân ái nhất đến quý khán giả của Người Việt TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ 6, 26 tháng 6 năm 2020. Vậy là chúng ta đã bắt đầu vào những ngày à, cuối tuần. À, sáng nay thì có khá nhiều tin quan trọng. Kính thưa quý vị, sau đây là sơ lược những bản tin. Chuyên gia bảo mật báo động tin tặc Nga đe dọa bầu cử Hoa Kỳ. Việt Nam đề xuất thu phí đối với người bị cách ly vì dịch Covid-19. Trong khi đó, thì tối cao pháp viện cũng cố quyền cho Tổng thống Trump trục xuất nhanh di dân bất hợp pháp. Và sau 28 năm, Michael Keaton có thể sẽ quay lại đóng Batman. Kính thưa quý vị, và sau đây là bản tin chi tiết. Chuyên gia bảo mật báo động là tin tặc Nga đe dọa bầu cử Hoa Kỳ. Nhóm tin tặc mang tên là Evil Corp bị truy tố hồi tháng 12 năm 2019 vừa tung một loại virus tống tiền tấn công hệ thống mạng các công ty tư nhân Mỹ. Giữa lúc bệnh dịch do virus COVID-19 đang hoàn hành, thì giới chức chính phủ lo ngại hệ thống bầu cử Hoa Kỳ sẽ là nạn nhân của loại virus tống tiền này. Theo bản tin điều tra Russian Criminal Group Finds New Target, Americans Working at Home đăng trên nhật báo The New York Times ngày thứ Năm 25 tháng 6. Khi lệnh cách ly để chống dịch COVID-19 được ban hành, thì các công ty cho phép các nhân viên được làm việc tại nhà, dù là mỗi nhân viên phải có mật mã để truy cập vào hệ thống thống mạng của công ty. Tuy nhiên, với hàng triệu các máy tính từ tư gia được kết nối với hệ thống mạng của các công ty đã tạo ra một lỗ hổng lớn trong việc bảo vệ an ninh. Nhóm tin tặc Evil Corps của Nga tung một loại nhu liệu chứa mã độc được giới chuyên môn gọi là virus tống tiền thâm nhập vào máy của hàng triệu nhân viên rồi từ đó đi vào hệ thống mạng của các công ty cướp quyền kiểm soát hoặc là phong tỏa hết tất cả dữ kiện của mạng lưới. Muốn hoạt động trở lại thì các công ty phải trả hàng triệu Mỹ Kim theo đòi hỏi của tin tặc. Đây chính là mối lo ngại của Bộ Nội An phải chạy đua với thời gian để kiểm soát và kiện toàn hệ thống cử tri ghi danh từng thành phố, quận hạt và tiểu bang, phòng khi loại virus tống tiền này làm tê liệt hệ thống hay không thể nhận diện được cử tri trong ngày tổng tuyển cử 3 tháng 11 sắp tới đây. Cũng xin nhắc lại là tại các cuộc điều trần với quốc hội kể từ năm 2017, các giới chức tình báo Hoa Kỳ từ nhiều cơ quan khác nhau đều đưa ra kết luận là Nga đã can thiệp vào bầu cử năm 2016 nhằm giúp ứng cử viên Donald Trump đắc cử. Bước sang tình hình của Việt Nam thì Việt Nam đề xuất thu phí đối với người bị cách ly vì dịch Covid-19. Bộ Tài chính vừa đề xuất thu phí cách ly đối với những người từ nước ngoài trở về Việt Nam trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. Hiện nay thì Việt Nam vẫn đang áp dụng chính sách nhà nước chi trả phần lớn chi phí cách ly cho cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài đi vào Việt Nam. Chỉ có một số ít người đi uh, đi cách ly ở khách sạn mới phải trả phí. Trước đó hôm 10 tháng 6 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho Bộ Tài chính nghiên cứu và thống nhất với Bộ Y tế để báo cáo toàn bộ các chi phí cần thiết cho việc phòng chống dịch, từ đó xem xét đề xuất thu phí cách ly và đặc biệt là phí điều trị cho người nhiễm virus corona. Vào đại dịch, thì Việt Nam đã áp dụng quy định sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả chi phí xét nghiệm và điều trị cho tất cả các bệnh nhân nhiễm COVID-19, kể cả những người nước ngoài. Nhưng sau một thời gian ngắn, vào cuối tháng 3, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại tuyên bố bắt đầu thu phí xét nghiệm và điều trị đối với người nước ngoài để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Việt Nam. Bước qua bản tin kế tiếp à, trở lại với tình hình Hoa Kỳ thì tối cao pháp viện cũng cố quyền cho Tổng thống Trump trục xuất nhanh di dân bất hợp pháp. Kính thưa quý vị, tố ca Pháp viện Mỹ ngày 25 tháng 6 đã củng cố khả năng của chính quyền Trump có thể trục xuất nhanh, không cần sự phán xét của nhánh tư pháp, những di dân bất hợp pháp, kể cả những người xin tị nạn khi trao phần thắng cho Tổng thống Trump trong vụ kiện di trú. Phán quyết do thẩm phán bảo thủ Samuel Alito soạn thảo ghi rõ hạn chế việc cứu xét của tư pháp trong vụ trục xuất nhanh này. À, không vi phạm các điều khoản bảo đảm quyền tự do cá nhân trong hiến pháp Mỹ. Phán quyết này được 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Lâu nay thì người ta công nhận rằng những ai chưa được cho phép vào nước Mỹ hợp pháp không có đầy đủ những quyền ghi trong hiến pháp Mỹ và rằng quốc hội có quyền xác định họ có được những quyền nào thẩm phán Alito Al viết. Chính sách di trú và trục xuất khắc khe là trọng tâm nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump và cũng là tâm điểm trong nỗ lực tái đắc cử của ông vào tháng vào ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Và bản tin cuối cùng, kính thưa quý vị, sau 28 năm thì tài tử Michael Keaton có thể sẽ quay lại đóng Batman. Nhiều nguồn tin cho biết tài tử Michael Keaton sẽ quay lại đóng Batman sau khi đóng vai này lần cuối cách đây 28 năm. Theo Yahoo Entertainment thì tài tử 68 tuổi này xuất hiện trong hai phim Batman và Batman Returns của năm 1989 và 1992. Ông được coi là một trong những người đóng Batman hay nhất. Tạp chí Hollywood Reporter được một nguồn tin cho biết hãng phim Warner Bros đang thương thảo với tài tử để mời ông đóng Batman và xuất hiện trong phim Flash. Flash là một phim về siêu anh hùng The Flash do tài tử Ezra Miller đóng và từng xuất hiện trong Justice League. Sau khi xuất hiện trong Flash thì tài tử Keaton còn có thể tiếp tục đóng vai Batman và làm người hướng dẫn cho nhân vật Batgirl trong phim nói về nhân vật đó. Lần cuối ông xuất hiện trong các phim siêu anh hùng là trong vai phản diện của Spider-Man Homecoming vào năm 2017 và góp phần lớn cho sự thành công của phim này. Tuy đã lớn tuổi nhưng tài tử Keaton vẫn có thể thu hút được khán giả và có thể sẽ giúp các phim siêu anh hùng DC của Warner Bros thành công. Kính thưa quý vị, đây là một trận chiến của DC và Marvel và hy vọng là trong thời gian sắp tới, qua dịch bệnh thì chúng ta sẽ được xem những bộ phim hay của hai, à, hai nhà sản xuất lớn này. Và đó là bản tin cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Lâm Quỳnh xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật vui và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.